Đến giờ cơm rồi hả Lan? Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Em lại chuyện trò, lại viết thư tâm tình với người đã chết hay sao? Hờ Lan, em có biết là em đang làm cái chuyện điên rồ hay không? Hai mươi mấy năm rồi, chẳng lẽ em không thể nào quên được cái thằng Duy khốn nạn kia? Sơn Duy không phải là một kẻ khốn nạn, và Hơ Lan cũng không làm chuyện điên rồ. Người chết vẫn còn linh hồn, vẫn có thể đọc được những dòng chữ của Hơ Lan. Tao không cần mày phải dạy tao. Tốt nhất làm tròn nhiệm vụ của mày đi. Tấm bản đồ mày vẽ tới đâu rồi? Tấm bản đồ vẫn chỉ là những mảnh chấp nối dở dang thôi, ta không thể nhớ nổi. Đừng bày trò dây dưa nữa, mọi chuyện nên kết thúc sớm đi. Tao không có nhiều thời gian để kiên nhẫn đâu. Dục tốc bất đạt, không thể nóng lòng trong chuyện này được đâu. Hãy kiên nhẫn, cho ta một chút thời gian, ta sẽ cố nhớ ra. Thời gian là bao lâu? Hai mươi mấy năm rồi. Tấm bản đồ, mày liễu hồn đó.